Con lấy dao cho mẹ. Ui, nhà. Dạ. Mày đi chơi vào đâu ấy? Con này ra chỗ kia có sao vậy? Cháu con đi cao nè.
nhà bưởi này. Nó bị con ong đốt à? Xích nó bị con ong đốt nhiều ong lắm. Mẹ ơi.
Em ơi. Bán bưởi à? Ừ, thì bán bưởi. Quả này bán thế nào đi? 5 quả bé thì 5.000. Còn em hay hai quả to thì này. Lấy 5.000. Không được tiền. Đây để chỉ bù tiền em ơi. Quả chị. Chị bán quả. Quả này bán thế nào ấy? Quả bé 6 quả thì 8.000. Vâng, thế cho em 6 quả đi. Em đi nhé. Mà nốt 4 quả này 10.000 chị ơi. Lấy nốt của em với. Xin chị. Cảm ơn chị. Thank you.